Chúng ta tiếp tục cái bài số 34, phần suốt số 2. Chúng ta, you can use suit after a number of verbs. Tức là chúng ta phải dùng suit sau một số động từ như sau. Động từ suggest, propose, recommend, insist và demand. Thì ví dụ như là, they insisted that we should have dinner with them. Họ nhất quyết rằng chúng ta cần phải nên có một bữa tối với họ. I demanded that she should apologize. Tôi kiên quyết đòi hỏi rằng anh ấy phải hỏi có trách nhiệm xin lỗi. What do you suggest I should do? Thì anh ấy có đề nghị gì về cái việc tôi nên làm không? Để anh dùng suit. In the same way, you can use suit after suggestion, proposal, recommendation. Tức là tự như vậy, bạn hãy dùng suit sau những cái lời như là đề nghị này, rồi đóng góp ý kiến hay là đưa ra một cách một cái gợi ý. Cả what do you think of the suggestion that I should buy a car? Thì cái này, cái là một suggestion, là một cái danh từ chỉ sự là cố vấn hay đề nghị. Hoặc tương tự các bạn, so after it important, vital, necessary, essential, just, một cụm cái tính từ này, tính từ important này, vital, necessary, essential thì chúng ta dùng suốt sau đó luôn. Câu B, you can also leave out suit in the sentence in sentence A. Tức là trong câu trên thì bỏ suốt được không sao cả. Nếu mà dùng sau động từ như suggest này, rồi sau những cái tính từ như là important, vital, necessary, essential thì bỏ cũng được. Ví dụ này, it's essential that you be here on time. Chú ý là you be here chứ you are here. Bây giờ trốn chữ suốt nhưng vẫn chia thể đâu. Hoặc là I demand that he apologize. Chú ý này, apologize đây là không có chia cái S nhé. Vì nó bỏ suốt đi, nhưng không nghĩa là bỏ đi, không nói, nhưng không nghĩa không dùng. What do you suggest I do? Cái dạng là you be hypothesized hoặc là substantive. Cái này là substantive, một cái hoàn toàn nó chú ý đấy. Không phải là dùng chia sau cái động từ đó mà dùng vẫn như nguyên thể của nó. Vì nó suốt rồi. Hoặc là substantive. Chúng ta, you can also use normal present and past tense. Tức là bạn có thể dùng được thì là đơn hoặc quá khứ đơn. It's essential that you are here on time hoặc là demand that you say quá khứ này được, nên tránh để chỉ dùng suốt là an toàn. Nhiều khi các bài thi kiểm tra thì họ mà dùng, không dùng suốt thì lại anh đánh giá mình sai kiểu ấy. Be careful with suggest, hãy cẩn thận với suggest. You cannot use to, so suggest không dùng suggest được. What do you suggest we should do, or what do you suggest we do but not us to do? Tôi không có dùng to do theo cái thằng suggest. Câu C, you can use should after a number of objectives, especially that. Bạn có thể sử dụng should sau rất nhiều tính từ như là strange, odd, funny, typical, natural, interesting, surprise, surprising. Thì it's strange that he should be late. Rất ngạc nhiên anh ấy đi muộn. He usually on time. Anh luôn nói đúng giờ. I was surprised that she should say something. Tôi rất ngạc nhiên rằng cô thể nói được điều ấy. D này, if should, you can say if something should happen. Ví dụ này, if Tom should phone while I'm out, tell him I will phone him back later. Nếu Tom mà gọi cho tôi khi tôi ra ngoài ấy, thì bảo anh ấy rằng tôi sẽ gọi lại sau khi anh quay lại. Cái if Tom should phone này, tương tự is similar to if Tom phone. Là tương tự với nếu Tom gọi. Nhưng mà này, which should the speaker feel that the possibility is smaller? Là với một suốt ấy, thì cái người nói cảm nhận là cái khả năng xảy ra việc đó rất là nhỏ. Nhỏ rất nhiều so với thực tế. Ví dụ này, I have left the washing outside. If it should rain, can you bring it in? Tôi vừa bể quần áo ở ngoài rồi. Nếu trời nhỡ có mưa, thì mày có thể mang quần áo cho tao được không? Cái này họ thiết cái khả năng mưa thật nhỏ. Thằng nhỏ dùng là
không có should. Có should nha. You can also put should at the beginning of sentences. Tức là bạn có thể đặt should ở đầu các câu, như là should Tom phone, can you tell him I phone back later. Đây. Nếu việc đó xảy ra, nếu việc mà thay cho if Tom phone thì should Tom phone cũng được. You can use I should, I shouldn't để to give somebody advice, để đưa ra gọi là lời tư vấn cho ai đó. Shall I leave now? No, I shouldn't wait. I should wait for a bit longer. Tôi có đi được không? Không, tôi nên ở lại. Cái ai đây? Không phải là tôi mà là bạn. Đi nhá. Ở đây. Here, we should, I should wait. Nghĩa bạn equal này. Bạn này. I would wait if I were you. I advise you to wait. That I should đây không phải là tôi sẽ đợi, mà là nếu tôi là bạn, tôi sẽ đợi người đó. Dụ này. It's very cold this morning. I should wear a coat when you go out. Thì đây cái I should đây tức là if I were you. Nếu tôi là mày, nếu ta là mày thì ta sẽ ở mặc quần áo thêm vào. Tức phải là tao mặc áo khi mà ra ngoài không? Nếu câu này không hiểu với nghĩa là tư vấn thì ta nghĩ rằng là mày ra ngoài ra tại bậc ở nhà mặc áo, không phải là nếu ta là mày. Ý như vậy. I shouldn't stay up late. No. I shouldn't stay up too late. You will be tired tomorrow. Ấy nghĩa là nếu ta là mày, ta sẽ không có dậy ngủ quá muộn thì ngày mai làm sớm tại mày mệt. Như vậy. Đây là cú đặc thủ nó gọi là. Bây giờ cho mày tập làm nhé, để nó đang sáng rõ hết chúng ta. Chú ý phần E. Sẽ nếu thi ở câu này thì rất là sốc ấy. Nào, hôm nay là ngày thứ hai nhỉ. Monday. Hôm nay là ngày 19. Tháng 2. Rồi, ta sẽ bài 3.1. Write a sentence với một câu beginning with the way we show. Tương tự với mẫu. That means the same as the first sentence. Tương tự với câu đầu tiên. Ta không biết. I think. It would. Be a good idea to see a specialist tức là tốt nhất nên gặp một chuyên khoa the doctor said to me. Câu này là the doctor recommend that I should see a specialist. Câu 2. You really very must stay thực sự cần ở lâu nữa. Stay a little longer. Little longer. She said to me. Có gì là she insisted that I should stay a little longer. Rồi.
hoặc đây có thể là không thể là dùng là stay được, để biến subjunctive đi, hoặc là dùng là stay. Hai cái này đều subjunctive hết. Ba. Why don't you visit the museum? Museum Upland. Lunch. I said to them, tại sao mày không đi thăm bảo tàng sau bữa trưa? Khi nào? I suggest. That dây không? They should visit. Visit còn là đều phải không? Còn sau một tiếp là visit hoặc là visited. That. The museum. After lunch. You must the entry rent. Phải trả tiền thuê nhà by Friday. The landlord said to us. The landlord demand that we should pay the rent, no? We should pay. Oh, we pay it. Pay không được. Xem tiếp hoặc là paid. Quá khứ paid the rent by Friday. Câu 8, câu 6, 5. Why don't you go away for a few days? Access to me. Thì câu này làm nào đây? Đó là lẽ là Jack. Suggest that I should go. Hoặc là when away for a few days.
câu 5. Okay. Bài 34.2. Xem câu đúng hay sai nha. Nào, câu A. Tom suggests that I should look for a job. Có đúng này. I look. Cái này không được vì là cái này đang ở đấy. Được. Có đúng. Suggest I look for a job cũng đúng. Suggest to look không được vì sao không dùng to sao thành suggest. Tiếp theo. What do you suggest I go for my holiday? Me to go. Không được dùng to sao suggest. Thế thôi. I should go. Để con này không to rồi. Bài 34.3. Hoàn thành câu sau sử dụng một động từ trong ngoặc không có phép đâu. Sẽ câu đầu tiên. It's strange. That she should be late. She usually on time. Why? It's funny that you should then mean say that I was going to say the same thing. Buồn cười không đấy, vâng. Tao mình nói thế. Câu 3. Is only natural. That tự nhiên that cha mẹ parent should worry about their children. Lo lắng về con cái của họ. 4. Isn't it typical? Thông thường họ runs that. Đấy là không bình thường đâu. Nếu mà anh ta đó, he should leave thời đi mà không chào ai cả. I surprise that he should listen. He should ask me for a surprise. She should. Thiếu ý tưởng đang cố ngạc nhiên rằng anh đã hỏi tôi, ask me for advice. Why could I
give him. Câu 6. Quan trọng rằng everybody should listen very carefully. Rất cẩn trọng. Theo câu 24.4. Hoàn thành câu sau với if should. If possible, that you look see to me. Có khả năng. If you should see Tom this evening, can you ask him to phone me? Có khả năng chắc em khả năng rằng An sẽ đến trước khi tôi về nhà. In a ride before I get home. If N should arrive before I get home. Get home before I get home. Before I get home, can you look after her until I cầm tờ máy trông cô ấy, những chuyện cô ấy khi tôi về không? Câu 3. Perhaps there been some có một số cái lá thư khi tôi đến đấy, làm letter. Why I am away. Tức có thể lúc thì vắng có thư đấy. If there should be some letter for me, why I mua quầy em ơi, 4.3.
let me know. Nào, câu 4 đi. I don't suppose. Suppose you will need help. But you might. Ta không nghĩ mà cần giúp đâu. Nhưng có thể cần đấy. Suit 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 I need help. Let me know. Rất yêu chứ. Mà cần giúp đỡ thì tải và đào câu bà cùng 34.5. Hoàn thành câu sau với I should sell I live. Nào. No. Hiểu.
No, I should wait longer. Ai đây là mày chứ không phải tao. So I show sitting away. Nhớ đi. No, I should keep them. Có thăm phone không? Yes. But I should phone him first. First, bốn. Do you think? Is what repairing this TV set? No, I should buy a new one. Không ai suốt này đứng là nếu tao mày thì tao sẽ mua cái máy tivi mới. Thế là xong bài suốt số 2. Còn bài số 3 nữa, hết rồi. Hết better. Cho nó chuyển sang mục khác. Cũng giải phết đấy. Học lại để thi được tốt đẹp. Ai xa.